Lại là chuyên mục nước hoa nước thơm đây mọi người ơi. Xí cái nha mọi người, ví dụ là mình gói một chai nước hoa thì mình đâu có cần gói đẹp như này đâu mọi người. Đẹp gì mà đẹp dữ thần chà ôm luôn á trời, đẹp từ cái hộp cho tới cái chai nước hoa luôn. Thì đây là một chai body mist đến từ Bath & Body Works nha mọi người. Tôi tìm được cái chỗ này mọi người bán hàng chính hãng 100% luôn á, là hàng sách tay luôn á. Nên yên tâm gì đâu luôn. Còn cái tên cụ thể của cái mùi nước hoa này thì nó nằm ở trên cái chai đó mọi người. Tại tôi đọc tiếng Anh dở quá nên tôi không dám đọc mọi người. Ừ là trời, cái mùi này mình yêu nó kinh khủng khiếp luôn á mọi người, bởi vì nó rất quyến rũ luôn. Thật sự rất thích hợp để đi tiệc luôn, ngoại trừ đi tiệc á thì có thể đi quẩy nữa. Tại vì mình thấy đâu đó trong cái mùi nước hoa này mình cảm giác có cái sự hư hỏng một xíu, kiểu là bad girl một xíu mọi người. Nên là nếu qua mô tả của mình mà mọi người cảm giác là cái mùi nước hoa này hợp với mọi người á, thì thật sự là mọi người nên rinh em nó về đi, chắc chắn là sẽ không có hối hận đâu.